Các bước thiết lập của NS Server sẽ có là như sau. Mình tạo một thư mục local này, sau đó thay đổi nội dung của export để định nghĩa cái share này, sau đó khởi động NS Server, cuối cùng thiết lập từng lửa cho phép cái dữ liệu source đến mục và từng lửa nó trong cái video trước. Đầu tiên ta cũng thể ta sẽ tạo cái gì, nên là phải tạo một thư mục NS có cái thư mục này để tạo đâu, hãy tạo ra NS server này, tạo tạo này đây coi nào, su à, su chưa tập qua rút là làm dễ hơn. À, su trừ y sudo su trừ vì mình không đặt mật khẩu rồi. Ta sẽ copy. Ở đây mình đang sử dụng đằng này là do là mình không đặt mật khẩu root để bảo vệ hệ thống, chỉ truy cập vào thông qua cái tài khoản khách thông thường và nâng cấp lên. Để clear. Copy tạo thư mục paste. Tạo thư thư mục ba tập quân. Hai thư mục chữ PS. Xong. Nó có là thằng NFS data và cùng với user. Tiếp theo. Chúng ta sẽ copy một số file ADC vào NFS data đó, CPANC. Rồi, đại khái có đủ. Giờ là sẽ nó sẽ dùng Vim để tạo cái file export và cho thông tin xe. Add lại data rồi 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 rồi. À, coi không kết được export là sẽ vi vi đó tại sao luôn đây fs data thư mục của chúng ta thì này có tất cả các thứ này, nó có quyền là read write no root class tiếp user cả phần trong rồi try no root class. Chúng ta sẽ lưu lại. Bây giờ phải cài cái thằng này, chưa quên mất thằng này mình chưa có cái này trên cái thằng con head head này thì mình lại không có cái thằng gì. Thôi. Để xóa lại vi. Xóa. Vì ở trên server SH này không cài được, chưa cũng không có nhập cái mật khẩu cái khoản developer bây giờ không cài được. Thôi để chạy trên server của thằng Oracle vậy, sau đó kết thúc dưới SH qua sudo
su chứ. Rồi, cd. Tạo thư mục đây. Vì cái thằng Red Hat nó bản quyền mình chưa có nghĩ vần mà nhập từ cũng ngại thôi, dùng Oracle có tặng rồi. Để sẽ tiếp theo có thể bổ sung copy cái dữ liệu này, dữ liệu vào xong rồi nó sẽ vi này vi etc export cái từ từ mà thư mục này rồi file trong này và cùng là quyền retry no root squash. Xong bây giờ sẽ cài thằng NXT sao bật cái server lên. Xong, nó copy thông service, ta lại bổ sung thêm cái thêm dịch vụ vào system ra phải là firewall từ cmd add service bằng là nfs nfs đúng không? Nfs rồi cho nó permanent đi permanent vẽ xong ta ấy cần phải thêm chức dịch vụ RPC bin với cả ma vào nữa. Rồi. Cho cả ma nữa mới được. Ma đi. Và dịch vụ này nó chạy được. Tiếp theo, ta sẽ reload lại để nó lên được. Firewall. CMD reload. Rồi, thử nào. Get all. Đấy rồi, ví dụ nhé. Get all. Ta có cái gì nào? Đấy này. Bin này, sát. Bin rồi. Có thể nhỉ? Mount này. Xong rồi. Vẽ xong. Bây giờ nó sẽ mau nó lên. Thì chú ý là nếu có lựa chọn là nếu SV4 ý, thì ta phải mau root, đừng root mau. Ngay chúng ta chỉ mau root cái mục root của S là xong. Còn những cái dưới cái mau point đó chúng ta nhìn thấy những chia sẻ nó có. Chủ lượng là show mau trừ e server để tìm ra. Để ta sẽ từ đây. Ở đây, ta có server này là rồi 1/8.1.7 ok nào show mao không có chưa bỏ sư
Xong rồi qua Fiora vậy. Fedora để xem mọi người nó có chập gì ạ. Rồi. Thấy có Fedora vậy. Nhiều khi Linux nó có tiện là nó có repo, nhưng mà repo mất tiền thì rất là vướng. Dùng Linux mà miễn phí quen rồi, giờ mất tiền đau. Loại người tệ. Kiếm tiền từ miễn phí khó lắm. Đâu nhỉ? À, nó thế nhỉ. Sau mà rồi Chữ E. ai giờ đâu thì đang đây có cái như cái máy chúng ta, cái máy này chúng ta chia sẻ hai cái mục, có mục user và mục mới data. Chú ý này, Soma không thể phải có vấn đề với server nếu ở sau firewall. Lý do rằng Soma dựa vào cái port map service, sử dụng cái UP port random để tìm cái kết nối nên cái firewall mà đấy mà nó thiếu chỉ mở cái cổng này thôi. Nó không cho phép một cái pop web traffic nếu firewall bật lên là chính xác ấy, thì cái mount đi và rebind service sẽ cần phải thêm vào firewall ở trên làm này thì mới được. Có thể thử mao nhé, thử xem thử mao đến tìm nào. Để ra sẽ cài đặt cái file phép show mao rồi đúng không? Thử show mao rồi sẽ thử mao lên nào, mao lên mao server sudo mao 192.168 hai chấm chéo chéo ngồi đây. Chúng ta sẽ không cái cây màu đây nội dung bên này vào trong thằng MT để xem nó màu nhỉ. à hút đi Sao lưỡi này đấy mà được cả hai thằng luôn, thằng đấy là ta thay mau rút, ta mau rút thằng vào. Khi thằng rút nó vào thì thằng hiện tại rút này đấy, có thằng này nó không thể mau thử riêng được, mau riêng đấy đi Cardia cái tên ạ. Rồi hãy mau thử nhé, mau thử luôn thằng này là mau mau nữa mau mau thằng này là hiểu như mau thằng user vào cái thằng hiện tại này.
Ok. Luôn. Sao? Thì nó từ mao sudo hiểu có mao này.